Kính thưa các thầy, kính thưa chị Hạnh và kính thưa các anh chị em ở bộ môn giải phẫu bệnh. Thế thì em vừa chị Hạnh đã giới thiệu rồi, em là bác sĩ Hậu ở chuyên ngành ung thư. Hôm nay thì em cũng rất là vinh dự được chia sẻ với các thầy cô và anh chị ở một chuyên ngành cũng rất là gần gũi với chuyên ngành ung thư, là chuyên ngành giải phẫu bệnh, về một cái bài mà đây cũng là một cái bài mà về ung thư rất hay gặp ở cả hai giới, đặc biệt là giới nữ, đó là bài ung thư tuyến giáp. Thì hôm nay em xin chia sẻ một chút về cái cập nhật về chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp, đặc biệt là về phần điều trị. Thì hiện nay bây giờ ung thư tuyến giáp cũng đã thay đổi rất nhiều về cái quan điểm điều trị, còn về chẩn đoán giải phẫu bệnh thì em xin phép là em cũng không trình bày ở đây, đây là chuyên ngành của thầy cô và anh chị rồi. Đấy. Vậy thì như thầy cô và anh chị đã biết thì đó là ung thư tuyến giáp hiện nay là một trong những ung thư phổ biến nhất của hệ nội tiết, nó chiếm khoảng 1% loại ung thư. Đến hiện nay thì nghiên cứu mới nhất thì cho rằng ung thư tuyến giáp nó chiếm đến khoảng 3,4% trong số các bệnh ung thư. Và ung thư tuyến giáp thì hay gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên nó có hai cái đỉnh. Đỉnh thứ nhất là thời niên thiếu từ 7 đến 20 tuổi, và cái đỉnh thứ hai là trung niên từ 40 đến 60 tuổi. Và bệnh thì hay gặp chủ yếu ở nữ giới, với tỷ lệ nữ trên nam là rất là cao, có những nghiên cứu đến 17 đến 20 lần nghiêng về nữ giới. Ở Việt Nam chúng ta thì sao? Từ năm 1996 thì tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của ung thư tuyến giáp là 1,9 trên 100.000 dân, và nữ trên nam là 2,6 trên 1. Ở trên thế giới thì hay gặp nhất là những nước Đông Á, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn ở thế giới như châu Mỹ rồi là châu Âu thì tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp thì khá là thấp. Ở Nhật Bản thì có hai cái vùng mà tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn hẳn so với các vùng khác, đó là hai cái vùng mà chịu những cái phản ứng hạt nhân của hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã giáng xuống, đó là hai vùng Hiroshima và Nagasaki. Thì hai cái vùng này tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp và cao hơn hẳn. Về chẩn đoán ung thư tuyến giáp thì chủ yếu dựa vào mổ ba, lâm sàng, siêu âm và tế bào. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì với tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp càng ngày càng đến sớm, cho nên vai trò của lâm sàng gần như là không có và chủ yếu là tập trung vào siêu âm và chọc tế bào. Điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là một cái phương pháp quan trọng nhất và cũng gần như là duy nhất hiện nay. Kết hợp đó là điều trị bằng iốt phóng xạ và điều trị nội tiết để bổ trợ cho cái điều trị phẫu thuật. Em xin nhắc lại một chút về cái giải phẫu tuyến giáp. Thì như thầy cô và anh chị đã thấy, ung thư cái tuyến giáp của chúng ta nó là một cái cấu trúc giống như hình con bướm, nó ôm lấy cái hai cái vòng sụn khí quản đầu tiên, nó gồm hai thùy thùy phải và thùy trái được nối với nhau một cái eo tuyến giáp. Thì một vài trường hợp khoảng 10 đến 20% bệnh nhân là từ cái thùy thùy phải đi lên, hoặc là thùy trái đi lên, hoặc là từ eo đi lên có một cái thùy nữa, người ta gọi là thùy tháp. Trong tuyến giáp thì nó có hai cái cấu trúc rất là quan trọng và liên quan mật thiết đến tuyến giáp và sau này liên quan đến cái phẫu thuật tuyến giáp. Thứ nhất đó là cái dây thần kinh thanh quản quật ngược. Đây các thầy cô và anh chị có thể thấy, đây là hai cái dây thần kinh thanh quản quật ngược. Nó tách ra từ dây thần kinh số 10, nó quật ngược lên trên đi vào và chi phối do vận động của cái dây thanh. Cái cấu trúc thứ hai nữa là cái bốn cái tuyến cận giáp nó nằm ở mặt sau dựa của mỗi thùy. Mỗi một thùy nó sẽ có hai tuyến cận giáp. Thì tuyến cận giáp này nó có vai trò là điều hòa cái nồng độ canxi trong cơ thể. Đây ạ. Nhìn về mô học của tuyến giáp thì em xin lướt qua một chút thôi vì đây là chuyên ngành của các thầy về giải phẫu bệnh. Thì nó có hai loại tế bào nang tuyến giáp và tế bào cận nang. Thì đây là nguồn gốc xuất phát của những tế bào ung thư, ví dụ như là tế bào nang tuyến thì nó là nơi xuất phát của tế bào ung thư thể biệt hóa như là ung thư thể nhú, ung thư thể nang. Còn tế bào cận nang thì là nguồn gốc của xuất phát của ung thư tuyến giáp thể tùy. Về yếu tố nguy cơ thì sao ạ? Đối với tất cả các bệnh ung thư thì nó đều có chia thành hai nhóm yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là yếu tố nguy cơ về mặt môi trường, và thứ hai là yếu tố nguy cơ về mặt di truyền. Thì yếu tố nguy cơ về mặt di truyền nó chính là những yếu tố không đổi, có nghĩa là bệnh nhân khi mà một con người ta sinh ra thì đã có những nguy cơ đó rồi. Thì trong ung thư tuyến giáp cũng vậy. Thứ nhất là về giới, là ung thư tuyến giáp luôn luôn gặp ở nữ nhiều hơn nam. Có nghiên cứu của Lê Văn Quảng năm 2002 là tỷ lệ nữ trên nam là lên đến 11,1 trên 1. Cái thứ hai nữa là yếu tố gia đình. Thì đặc biệt nó xảy ra ở những cái ung thư tuyến giáp thể tùy, nó nằm trong cái hội chứng ung thư tuyến giáp mà thể tùy có tính chất gia đình
đột biến do đột biến cái gen RAS. Thứ hai, nó nằm trong một vài cái bệnh lý hiếm gặp, ví dụ như bệnh Cordon hoặc bệnh Kearney, thì cái này thì tỷ lệ nó rất là thấp. Yếu tố nguy cơ thứ hai là yếu tố nguy cơ thay đổi, hay là gọi là những cái nhóm yếu tố nguy cơ về mặt môi trường, có nghĩa là môi trường tác động vào gây nên những cái bệnh lý ung thư. Thứ nhất là về chế độ ăn, thì bệnh nhân nếu mà ăn thừa iốt hay là thiếu iốt thì cũng đều có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cả. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chế độ ăn ít iốt thì có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp thể nang, và thừa iốt thì sẽ có thể mắc ung thư tuyến giáp thể nhú. Cái thứ hai nữa là một yếu tố cũng rất hay gặp, đó là phơi nhiễm với nền phóng xạ. Thì đặc biệt là những trẻ em mà trước cái thời thì niên thiếu mà có điều trị những cái bệnh mà liên quan đến tia xạ ở vùng đầu cổ, ví dụ như là bệnh Uninfo, u nguyên bào Wilm, hoặc là một số bệnh u nguyên bào thần kinh, thì khi mà tuyến giáp vào thời niên thiếu phơi nhiễm với các yếu tố phóng xạ này thì sau này bệnh nhân đó sẽ rất có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái vụ nổ hạt nhân, ví dụ như là vụ nổ hạt nhân ở Ukraine, vụ nổ Chernobyl, hoặc là như lúc đầu em có nói là hai cái vụ liên quan đến bom hạt nhân giải xuống hai cái tỉnh Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, thì những người dân sống xung quanh khu vực này thì đều có tỷ lệ ung thư tuyến giáp cao hơn hẳn so với lại những người dân ở cách xa. Về chẩn đoán ung thư tuyến giáp thì bệnh cảnh lâm sàng trước kia với lại hiện nay nó cũng đã thay đổi rất là nhiều. Trước kia thì bệnh nhân ung thư tuyến giáp vào viện đa số là khám lâm sàng là cũng có thể định hướng được, bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng ở vùng cổ. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì với cái dân trí cao, bệnh nhân đi tầm soát ung thư tốt, nên vai trò của lâm sàng về chẩn đoán ung thư tuyến giáp càng ngày càng giảm đi, và có nói khác là gần như là không còn, đặc biệt là những cái bệnh viện mà tầm soát ung thư tốt. Về mặt lâm sàng thì đa số bệnh nhân đến với chúng ta với triệu chứng rất là nghèo nàn, có một vài triệu chứng của khối u vùng cổ, hạch vùng cổ, hoặc có những triệu chứng di căn xa. Giai đoạn muộn thì bệnh nhân có thể vào viện với triệu chứng của xâm lấn như là khàn tiếng, khó nuốt, khó thở. Khám thì nếu mà có một cái u điển hình ở vùng cổ trước với tính chất là cứng, ít xâm lấn, di động theo nhịp nuốt, đây là một cái triệu chứng rất quan trọng để khẳng định cái khối u này xuất phát từ tuyến giáp. Và đôi khi chúng ta cũng có thể khám những cái triệu chứng của hạch cổ. Thì trong ung thư tuyến giáp thì nhóm hạch cổ hay di căn nhất đó chính là nhóm hạch cổ trung tâm, bao gồm nhóm số 6 và nhóm số 7. Ngoài ra thì nó cũng sẽ di căn đến cái nhóm chuỗi hạch cảnh gồm nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Thì nếu bệnh nhân đến với chúng ta ở giai đoạn không còn sớm di căn hạch thì các bác sĩ có thể khám thấy những cái hạch vùng cổ. Ngoài ra nếu bệnh nhân đến với chúng ta ở giai đoạn muộn thì có thể có triệu chứng của di căn. Trong thư tuyến giáp thì có mấy cơ quan di căn rất là hay di căn. Thứ nhất là phổi, thứ hai là xương. Đấy, thì nếu trong trường di căn thì chúng ta sẽ tập trung tìm hai cơ quan di căn này. Về xương tuyến giáp thì có lẽ đây là một cái xét nghiệm mà quan trọng nhất trong việc chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Thứ nhất là nó giúp cho việc chẩn đoán, và thứ hai nữa là nó rất đơn giản và dễ làm. Do đó về siêu âm không những ở Việt Nam, những nước đang phát triển mà kể cả những nước phát triển thì vai trò của siêu âm trong việc chẩn đoán ung thư tuyến giáp cũng không thể bàn cãi. Mặc dù các nước có thể có những cái xét nghiệm cao cấp hơn như là chụp cắt lớp vi tính hoặc là cộng hưởng từ, nhưng tuy nhiên vai trò của siêu âm vẫn là gần như là không thay đổi. Siêu âm có rất nhiều vai trò trong việc chẩn đoán và giai đoạn và xác định ung thư tuyến giáp. Thứ nhất là siêu âm có thể trả lời cho các bác sĩ được là bệnh nhân này có u tuyến giáp hay không. Khi mà có u tuyến giáp thì tiếp tục sẽ chẩn đoán trong đánh giá khối u này theo mức độ nguy cơ ung thư là cao hay là thấp. Tiếp theo, siêu âm cũng có một vai trò rất là lớn là giúp các nhà chẩn đoán hình ảnh, các nhà giải phẫu bệnh sẽ định hướng ở khi mũi kim là để chọc tế bào chẩn đoán bệnh. Sau khi chẩn đoán ra bệnh ung thư thì siêu âm còn có vai trò đánh giá giai đoạn. Giai đoạn T là đánh giá mức độ xâm lấn của khối u ra tổ chức xung quanh là có hay là chưa, và nếu có thì sẽ xâm lấn vào cơ quan nào, xâm lấn vào cơ hay là xâm lấn vào khí quản thì siêu âm đều đánh giá được. Tiếp theo là siêu âm sẽ khảo sát hạch, đặc biệt là nhóm hạch chuỗi cảnh bên, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 thì vai trò của siêu âm là rất là tốt.
Tuy nhiên, một trong hạn chế của xương là đánh giá vai trò của hạch trung tâm, hạch nhóm 6 và nhóm 7 thì vai trò của xương là không được tốt. Vì sao? Vì khi mà hạch nhóm 6, nhóm 7 nó bị che khuất bởi cái tổ chức xương ức thì vai trò của xương là khó khăn hơn. Em xin được chia sẻ một cái phân loại trên xương đánh giá mức độ nguy cơ của khối u tuyến giáp. Đây là của Hiệp hội Hàn Quốc năm 2011. Thì đến bây giờ thì đã có những cái phân loại mới. Tuy nhiên thì cái phân loại T-RAT năm 2011 đến bây giờ cũng vẫn được nhiều cơ sở y tế áp dụng. Trong đó có cả Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện nay chúng em cũng vẫn áp dụng cái hệ thống phân loại T-RAT năm 2011. Thì cái hệ thống phân loại này dựa vào 6 đặc điểm. Thứ nhất là về thành phần khối u đặc hay là lỏng hay là hỗn hợp. Cái thứ hai là mức độ giảm âm của khối u. Thứ ba là vi vôi hóa. Thứ tư là bờ tua gai. Thứ năm là khoảng cách giữa chiều cao và chiều rộng. Và thứ sáu là tăng sinh mạch trong u. Từ 6 đặc tính này thì sẽ phân loại ra làm 6 mức độ T-RAT. T-RAT 1, 2 là tổn thương lành tính. T-RAT 3 là phần lớn là lành tính, nhỏ hơn 5% là nguy cơ ung thư. T-RAT 4 là có nhiều nguy cơ ung thư. Sau đó thì T-RAT 4 lại chia làm T-RAT 4A thì mức độ nguy cơ là từ 5 đến 10%. T-RAT 4B là từ 10 đến 50% và T-RAT 4C là từ 50 đến 95% là ung thư. Rồi T-RAT 5 là phần lớn là nghi ngờ ung thư thì tỷ lệ ung thư lên trên 95%. Còn T-RAT 6 là chắc chắn là ung thư khi mà có kết quả của tế bào kết hợp. Hiện nay thì có một cái hệ thống phân loại trên xương cũng được mới ra đời vào năm 2017 do Hiệp hội Chẩn đoán hình ảnh Hàn Quốc và châu Âu rồi là Mỹ đã đưa ra. Thì về cơ bản thì mức bảng phân loại nguy cơ này cũng giống như bảng phân loại nguy cơ cũ, nhưng tuy nhiên người ta bỏ cái đặc điểm tăng sinh mạch đi. Và cái mức độ T-RAT 4 thì bây giờ người ta sẽ không chia nhỏ thành T-RAT 4A, 4B, 4C và vẫn duy trì là T-RAT 4 thôi. Thì cũng dựa vào 5 thành phần. Thứ nhất là thành phần u, thứ hai là độ hồi âm, thứ ba là hình dáng, thứ tư là đường bờ và thứ năm là hồi âm u. Thì cái này thì sẽ cho điểm và kết luận được là nếu mà trong trường hợp mà từ 4 đến 6 điểm thì là T-RAT 4, trên 7 điểm thì là T-RAT 5, thì đây là hai cái nhóm mà nguy cơ cao gây ung thư. Còn từ 0 đến 3 điểm là nó nguy cơ thấp. Tiếp theo thì siêu âm sẽ đánh giá khi mà đã chẩn đoán được là ung thư rồi thì siêu âm sẽ đánh giá về giai đoạn. Đấy thì theo một nghiên cứu của Trần Văn Thiệp năm 2000 thì vai trò của siêu âm đánh giá chính xác cái mức độ xâm lấn của u là lên đến 67% và di căn hạch là 71%. Đấy thì những cái trường hợp đặc biệt là di căn hạch cổ bên vừa em đã trao đổi thì vai trò của siêu âm đôi khi còn tốt hơn cả cắt lớp vi tính và cộng từ, vì siêu âm còn đánh giá là những cái hạch kích thước nhỏ hơn 1 phân. Về đánh giá T thì trên siêu âm có thể đánh giá được xâm lấn tổ chức xung quanh, ví dụ như là trên siêu âm cái khối u đấy có thể biết được là đã phá vỡ vỏ tuyến hay là chưa, xâm lấn vào các cơ trước giáp chưa, xâm lấn vào khí quản, thực quản và bó mạch cảnh. Tiếp theo là siêu âm có thể đánh giá là mức độ tiếp xúc của khối u với bao giáp. Nếu mà khối u ấy, ở khoảng cách giữa khối u với bao giáp nó lớn hơn 25% chu vi hoặc là lớn hơn 50% đường kính ngang và mất đường tăng tăng âm vào bao giáp thì là nguy cơ là nó dính vào bao giáp. Tiếp theo thì siêu âm đánh giá về mức độ di căn hạch. Những cái trường hình hạch mà trên siêu âm có tính chất như là hình tròn này, chiều rộng trên chiều dài nhỏ hơn 2 này, rồi là mất rốn hạch, vi vôi hóa này, thoái hóa dạng nang, tăng sinh mạch hỗn loạn và đường kính ngắn lớn hơn 8 mm, đám mạch nhỏ hình cầu. Đây là những cái đặc điểm trên xương của hạch trên xương mà nghi ngờ là di căn hạch. Và trong cái nhóm hạch cổ thì ung thư tuyến giáp hay di căn nhất là hạch nhóm 6 hay được gọi là khoang hạch trung tâm. Tiếp theo là khoang hạch cổ bên bao gồm nhóm 3, nhóm 4 rồi đến nhóm 2. Đây là những cái đặc điểm mà trên siêu âm chúng ta thấy là nghi ngờ di căn hạch. Ví dụ như là nếu mà có vi canxi ở trong trong hạch thì độ nhạy của trên siêu âm là đến 5 đến 69%. Rồi hình ảnh nang hóa, tăng tơ máu ngoại vi, tăng âm và hình tròn. Đây là những cái đặc điểm nghi ngờ di căn hạch trên siêu âm. Một cái xét nghiệm nữa cũng bổ trợ cho cái vấn đề mà đánh giá xâm lấn của khối u và xâm lấn di căn hạch. Đó là chính là cái xét nghiệm cộng từ. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm này không phải lúc nào
chẩn đoán ung thư tuyến giáp cũng được thực hiện, mà nó chỉ được thực hiện ở những trường hợp nhất định, đặc biệt là những trường hợp nó có xâm lấn rộng, nghi ngờ xâm lấn vào thành thực quản, khí quản, thần kinh quản ngừa thì chúng ta mới cho chỉ định. Vai trò của sợi hình tuyến giáp thì sao ạ? Đối với trong ung thư nhân ung thư tuyến giáp thì nó chủ yếu là nhân lạnh. Còn những cái trường hợp mà nhân nóng thì phần lớn là không phải là nhân ung thư. Cho nên vai trò của sợi hình chủ yếu là phân biệt là đây là nhân ung thư hay là nhân cường giáp do hoặc là basodo. Vai trò của PET CT thì sao? PET CT thì các thầy cô và anh chị đã biết rồi, bây giờ vai trò của nó được ứng dụng rất nhiều trong chẩn đoán và theo dõi tiên lượng sau điều trị những bệnh ung thư. Đối với ung thư tuyến giáp thì vai trò của PET CT cũng vậy, trong chẩn đoán thì vai trò của PET CT gần như không có. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất của PET CT là phát hiện những tổn thương tái phát di căn sau điều trị triệt căn. Thì đây là vai trò PET CT rất là tốt, đặc biệt là những tổn thương di căn hạch ở những cái vùng nó rất là kín đáo, trên siêu âm, trên cộng hưởng từ không thể phát hiện ra, thì vai trò của PET CT là rất đặc hiệu trong những tình huống này. Về chức năng tuyến giáp thì đa phần bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến giáp với cái chức năng tuyến giáp bình thường. Tuy nhiên có hai cái xét nghiệm mà chúng ta cần lưu ý, đặc biệt là trong ung thư tuyến giáp tiểu tủy, đó là cái nồng độ calcitonin và CA. Đây là hai cái chất được coi như là chất chỉ điều ung thư của ung thư tuyến giáp tiểu tủy. Trong ung thư tuyến giáp tiểu tủy thì calcitonin và CA bao giờ nó cũng cao, và mức độ cao của calcitonin nó đồng nghĩa với cái việc tiên lượng xấu của cái ung thư tuyến giáp tiểu tủy này. Về chọc hút kim nhỏ thì em xin phép được nêu cái chỉ định của chọc hút kim nhỏ đó. Thì chọc hút kim nhỏ trong cái bệnh lề lý tuyến giáp thì nó rất là đa dạng. Thứ nhất là những cái trường hợp mà có u tuyến giáp, những cái u tuyến giáp này trên hình ảnh siêu âm có đặc điểm nghi ngờ từ TIRAD 4 trở lên, ví dụ như là nhân đơn độc tuyến giáp, nếu mà mổ lớn hơn hoặc một, nếu căn có canxi hóa, nếu mà lớn hơn 1,5 cm, nếu nhân đặc có nốt khối hóa lớn trong nhân, và đặc biệt là những trường hợp kể cả u nhỏ hơn 1 cm mà trên lâm sàng và siêu âm rất nghi ngờ thì chúng ta cũng vẫn cho chọc tế bào. Và trong trường hợp tuyến giáp đa nhân thì kết hợp với siêu âm đánh giá nhân nào có nguy cơ gây ung thư thì lúc đó chúng ta sẽ chọc tế bào vào cái nhân đó. Cái chỉ định thứ hai của chọc hút kim nhỏ đó là những tổn thương tuyến giáp lan tỏa. Thì với trường hợp thứ nhất là viêm tuyến giáp Hashimoto mà có kèm những cái tổn thương dạng nốt, tăng sinh dạng nốt ở trong nhu mô tuyến giáp thì chúng ta cũng có chỉ định chọc tế bào trường hợp này. Có rất nhiều trường hợp mà viêm tuyến giáp Hashimoto kèm theo với lại tổn thương ung thư tuyến giáp. Cái thứ hai là khi nhân tuyến giáp to nhanh và lan tỏa thì chúng ta cũng sẽ có chỉ định chọc tế bào. Cái chỉ định thứ ba của chọc tế bào đối với tổn thương tuyến giáp là những cái trường hợp có nguy cơ cao với ung thư tuyến giáp, ví dụ như là những yếu tố nguy cơ về tuổi, tiền sử gia đình, tiền sử chiếu xạ vùng đầu mặt cổ, nam giới dưới 30 hoặc là trên 60. Đấy là những yếu tố kết hợp, những yếu tố nguy cơ này chúng ta nên chọc tế bào bất kỳ ở cái nhu mô tuyến giáp. Cái bảng beta đa này thì em xin phép bỏ qua vì đây là chuyên ngành của thầy. Rồi quay lại cái bảng phân loại beta đa này một chút thì em xin được trao đổi thêm với thầy cô và anh chị, nếu mà trong trường hợp chẩn đoán tế bào mà thuộc vào nhóm 3 và nhóm 4, đây là những nhóm mà nguy cơ có khả năng gây ung thư tuyến giáp nhưng mà cái mức độ thấp từ 5-30%, thì nó có sự khác nhau giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển để xử lý những cái nhóm bệnh nhân này. Nếu mà những nước đang phát triển giống như Việt Nam chúng ta thì khi chọc tế bào beta đa trả lời là beta 3 và 4 thì những nước đang phát triển thì chúng ta sẽ khuyến cáo bệnh nhân sẽ làm mổ phẫu thuật cắt cái thùy tuyến giáp đó đi và mang đi làm xét nghiệm thường quy. Tùy chờ kết quả thường quy xem về là chúng ta có thể theo dõi hay là phẫu thuật cắt thùy còn lại. Tuy nhiên ở những nước phát triển thì người ta sẽ không làm như chúng ta, không mổ ngay như chúng ta, mà khi mà có cái xét nghiệm beta đa 3 hoặc 4 thì người ta sẽ làm cái xét nghiệm về giải trình tự gen. Ở đây em xin được chia sẻ một cái giải trình tự gen ThyroSeq. Đến năm 2017 thì cái bộ gen này giải được 112 gen. Thì dựa vào cái giải trình tự gen này thì chúng ta sẽ biết được là bệnh nhân này có nguy cơ cao gây ung thư bị ung thư tuyến giáp dựa vào cái beta 3 hay là 4 hay là không. Thì em nói ví dụ những trường hợp mà có bị đột biến nhiều gen đấy, thì tỷ lệ bị ung thư tuyến giáp lên rất là cao thì người ta khuyến cáo là cắt toàn bộ tuyến giáp.
Còn những trường hợp mà đột biến ít gen, trong đó có gen BRAF, thì sẽ khuyến cáo là cắt tùy tuyến giáp. Còn những trường hợp mà không đột biến gen hoặc là đột biến gen lẻ tẻ thì người ta sẽ cho theo dõi và không điều trị. Thì nó khác nhau giữa cái nước đang phát triển và phát triển là nước phát triển người ta sẽ sàng lọc được một cái nhóm là không có đột biến gen hoặc là đột biến gen rải rác, thì những nhóm này người ta sẽ không cho phẫu thuật và theo dõi. Nhưng tuy nhiên những nước đang phát triển thì để mà làm một cái giải trình tự gen này thì nó rất tốn kém. Như em biết là để mà làm một cái giải trình tự gen thai set này thì ở Việt Nam chúng ta hiện tại chưa làm, mà chúng ta phải gửi mẫu đi nó mất đâu đó khoảng 120 triệu. Cho nên là ở những nước đang phát triển trong đó Việt Nam thì làm cái này nó không khả thi. Tiếp theo một xét nghiệm nữa cũng rất là ứng dụng, đặc biệt là những cái trung tâm ung thư lớn, đó là cái xét nghiệm sinh thiết thực thì. Thì theo một nghiên cứu của Bastra năm 2009 thì độ nhạy và độ đặc hiệu sinh thiết thực thì cũng rất là cao, tương ứng là 81 và 100%. Tuy nhiên ở đây thì nó không phải phải cơ sở nào cũng thực hiện được. Cái thứ hai là trong trường hợp sinh thiết thì cũng không phải tất cả ung thư tuyến giáp đều phát hiện ra, đặc biệt là những ung thư thể nang, rồi là những trường hợp khó, ví dụ ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa thì cũng rất là khó khăn trong việc chẩn đoán và dựa vào tức thì. Cuối cùng thì em xin được tóm tắt lại về mặt chẩn đoán ung thư tuyến giáp thì dựa vào bộ ba lâm sàng, siêu âm và tế bào. Trong đó vai trò của siêu âm và tế bào là rất quan trọng, còn vai trò của lâm sàng thì càng ngày càng ít đi. Tiếp theo thì em xin được trình bày với các thầy cô và anh chị về cái bảng phân loại giai đoạn TNM của ung thư tuyến giáp. Giữa bản 7 vào năm 2010 và bản 8 năm 2017 nó có một sự khác nhau một chút. Trong bản 7 thì những trường hợp T3 là những trường hợp mà u lớn hơn 4 phân và nó có một khái niệm là vi xâm lấn ngoài tuyến giáp, đó nghĩa là những trường hợp mà u nó xâm lấn ra bao giáp thì cũng được gọi là xâm lấn ra ngoài tuyến giáp. Thì những trường hợp đó đối với bản 7 thì người ta xếp vào T3, và những trường hợp T3 này thì cứ chỉ định cắt tuyến giáp toàn bộ luôn, không có chỉ định bảo tồn. Tuy nhiên sang bản 8 thì cái khái niệm vi xâm lấn ra ngoài tuyến giáp này nó không còn nữa và nó phải định nghĩa rất rõ ràng là đã là T3 thì phải là xâm lấn đại thể ngoài tuyến, có nghĩa là mắt thường phẫu thuật viên phải nhìn thấy cái u này là xâm lấn vào tổ chức cơ trước giáp và gồm cơ ức móng, ức giáp và cơ vai móng thì mới được gọi là T3B. Còn lại thì những trường hợp mà xâm lấn ra vỏ bao hoặc xâm lấn về mặt vi thể, các thầy là có bệnh đọc là xâm lấn vỏ bao thì cái đấy cũng không được gọi là T3B mà cũng chỉ được gọi là T1 thôi hoặc là T2 thôi, thì lúc đấy chúng ta lại vẫn có quyền bảo tồn. Đây là cái điểm khác nhau rất lớn giữa bản 7 và bản 8, và từ bản 7 lên bản 8 thì các nhà phẫu thuật viên có một khái niệm là over treatment, có nghĩa là bản 7 những trường hợp như vậy thì đều là cắt toàn bộ và sang bản 8 thì người ta sẽ tồn. Cho nên những trường hợp mà cắt bản toàn bộ bản 7 thì được gọi là over treatment, chúng ta điều trị quá, chúng ta chỉ cần cắt một bên những trường hợp đấy như thế là đủ rồi. Về phân loại hạch thì giữa bản 7 và bản 8 cũng có một sự khác nhau. Trước đây thì cái hạch nhóm 7 thì không xếp vào nhóm hạch khoa trung tâm mà lại xếp vào hạch cổ bên. Đấy, thì tuy nhiên bây giờ sang bản 8 thì bằng nhóm 7 thì lại xếp vào nhóm 1A và nhóm khoa trung tâm. Khi mà vét hạch chúng ta sẽ vét luôn cả nhóm 6 vào nhóm 7. Nó khác nhau một chút về phân loại hạch. Về yếu tố nguy cơ thì cũng có một sự khác nhau. Trước đây thì đấy cắt ọp của yếu tố nguy cơ theo tuổi là 45 tuổi, theo bảng 7 thì bảng 8 người ta sẽ nâng lên 10 tuổi là 55 tuổi. Những trường hợp mà nhỏ hơn 55 tuổi thì tất cả ung thư giáp chỉ xếp ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thôi. Còn trên 55 tuổi thì mới có từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Phần cuối cùng thì em xin được trao đổi với thầy cô với lại anh chị về cái điều trị ung thư tuyến giáp. Thứ nhất là về điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đây là cái thể người ta định nghĩa là gồm ba loại ung thư. Thứ nhất là ung thư thể nhú, ung thư thể nang, ung thư thể tế bào Hodgkin và hay được gọi là ung thư thể tế bào toan. Thì đối với ung thư thể biệt hóa này thì nó có một cái nhóm là chúng ta có được điều trị bảo tồn và một cái nhóm thứ hai là điều trị cắt toàn bộ tuyến giáp. Thì đối với trường hợp mà cắt toàn bộ tuyến giáp là những cái trường hợp mà nó vi phạm một trong tất cả các yếu tố trên. Thứ nhất là u ở giai đoạn T3 hoặc T4. Cái thứ hai là u phá vỡ vỏ bao giáp, u xâm lấn cơ quan lân cận và tuổi thì tuổi thấp hoặc là cao, rồi có di căn hạch cổ trên lâm sàng, rồi bệnh nhân có tiền sử tiết xạ vùng cổ, di căn xa, rồi là tổn thương thùy đối diện. Nếu mà chỉ một trong tất các yếu tố này là bệnh nhân có chỉ định cắt tuyến giáp toàn bộ.
Còn lại những trường hợp mà bệnh nhân cắt bảo tồn, cắt thùy và eo giáp thì là bệnh nhân phải đảm bảo tất cả nó không vi phạm các yếu tố phía trên thì sẽ được chỉ định là cắt bảo tồn. Còn về vết hạch cổ thì sao? Đấy, những trường hợp mà chúng ta phát hiện di căn hạch hoặc kiểm tra hạch trong mổ thì chúng ta sẽ vết hạch cổ. Đấy được gọi là vết hạch cổ điều trị. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có hạch cổ trên lâm sàng, trên siêu âm cũng như là trong mổ thì cái vấn đề vết hạch cổ có đặt ra hay không, mà nếu vết như thế thì người ta sẽ gọi là vết hạch cổ dự phòng. Thì hiện nay đến gần các hiệp hội trên thế giới, ví dụ như là Hiệp hội Tuyến Giáp của Hoa Kỳ năm 2015, Hiệp hội Tuyến Giáp của Anh Quốc năm 2014, rồi hai cái hiệp hội của Mỹ và của Nhật, thì người ta đều thống nhất quan điểm là chúng ta nên vết hạch cổ nhóm 6 dự phòng cho những cái nhóm mà ung thư tuyến giáp nguy cơ cao, ví dụ như là u ở giai đoạn T3, T4 và đã có di căn hạch cổ bên trên lâm sàng. Đấy thì những cái nhóm này thì chúng ta nên vết hạch cổ dự phòng một cách thường quy. Còn về phương pháp mổ thì mổ mở vẫn là một cái phương pháp điều trị truyền thống, và đến nay thì vai trò của mổ mở vẫn còn rất là nhiều. Thế thì mổ mở là chúng em là phẫu thuật viên, chúng em sẽ rạch một cái đường ngang cổ tương đương với cái nếp lằn cổ dưới đi vào, cắt tuyến giáp và vết hạch. Tuy nhiên mổ mở thì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm của nó là một cái nhìn trực tiếp vào tổn thương, nhìn trực tiếp vào các cơ quan giải phẫu để sau đó thuận lợi cho cái việc cắt tuyến giáp và vết hạch, rồi là bảo tồn các cơ quan lân cận, ví dụ như là tuyến cận giáp và dây thần kinh thanh quản quạt ngược. Tuy nhiên hiện nay thì ung thư tuyến giáp là một trong những ung thư xuất hiện rất là trẻ, đặc biệt là ở phụ nữ, do đó một trong cái nhược điểm lớn nhất của phẫu thuật mổ mở là để lại cái sẹo ở vùng cổ rất mất là thẩm mỹ cho bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình. Do đó thì đến đầu thế kỷ 20 thì cái phẫu thuật nội soi ứng dụng trong điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp được ra đời. Thì phẫu thuật nội soi này nó có rất nhiều những cái kỹ thuật, từ cái việc là sử dụng khí CO2 làm tạo khoang bơm phồng lên, hoặc là người ta sẽ không sử dụng khí CO2 mà người ta dùng cái khung nâng. Và đường vào thì cũng rất là đa dạng, từ là đường nách vú này, sau đó thì đường nách này, đường vú này, rồi là đường sau tai này, thì rất là nhiều đường. Đây em xin được chia sẻ một cái phẫu thuật mà được cũng là một trong cái điểm nhấn của những bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật viên tuyến giáp ở Việt Nam. Đây là một cái phẫu thuật mà được một giáo sư ở người Việt Nam chúng ta, giáo sư Trần Ngọc Lương đã tạo ra và tiến hành. Đến bây giờ thì cũng có rất nhiều các phẫu thuật viên trên thế giới cũng vẫn đang áp dụng kỹ thuật này. Đây là phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường nách vú. Thì tuy nhiên phẫu thuật này thì cắt được tuyến giáp thì tốt, nhưng tuy nhiên vết hạch thì rất là khó khăn. Do đó thì chúng em chỉ áp dụng trong trường hợp mà u lành tính và những trường hợp mà ung thư ở giai đoạn rất sớm thôi. Đến đầu thế kỷ 20 thì cái khái niệm phẫu thuật nội soi qua các lỗ tự nhiên đã được ra đời, trong đó phẫu thuật nội soi đường miệng được ứng dụng tại trên thế giới từ năm 2016. Còn ở Việt Nam chúng em thì phẫu thuật này được ứng dụng từ năm 2018. Thì từ khi mà có cái phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng này được triển khai thì cái vấn đề cắt tuyến giáp, đặc biệt là vết hạch cổ khoa trung tâm, đã được thực hiện một cách bài bản và rất là dễ dàng. Do đó được ứng dụng rất là phổ biến trong điều trị ung thư tuyến giáp, đặc biệt là ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Trên hình ảnh là một cái bài báo chúng em thực hiện một cái lô nghiên cứu về cắt tuyến giáp và vết hạch cổ trung tâm cho những nhóm vi ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, những trường hợp u nhỏ hơn 1 phân, cho những hiệu quả rất là tốt. Đây thì em xin được mô tả một cái kỹ thuật này, kỹ thuật cắt tuyến giáp nội soi qua đường miệng. Người ta sẽ dùng ba cái troca, một cái troca 10 là cho camera ở chính giữa tiền đình môi dưới, hai troca 5 ở hai bên để cho đây là cái vị trí đặt cái dụng cụ phẫu thuật nội soi. Do đó thì trong một nhóm nghiên cứu chúng em cũng đã thực hiện những cái so sánh giữa cái việc mà phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua miệng và phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách vú, thì thấy rằng là phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua miệng tiếp cận cái nhóm 6, nhóm 7 dễ dàng hơn và vết hạch một cách rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua miệng đạt được một cái thẩm mỹ tối đa, là bệnh nhân sau mổ hoàn toàn không có sẹo ở da. Về chỉ định của cái phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua miệng này,
thì bọn em ứng dụng trong trường hợp u lành và những trường hợp mà vi ung thư tuyến giáp thể biệt hóa như vừa rồi em trao đổi với thầy cô, vừa rồi là những trường hợp mà bazodo đã điều trị nội khoa ổn định. Còn hiện nay thì chúng em mở rộng chỉ định ra những trường hợp mà ung thư tuyến giáp và xâm lấn cơ trước giáp như vậy em trao đổi đây là T3B thì cũng hoàn toàn có thể ứng dụng được phẫu thuật nội soi qua miệng. Bọn em sẽ cắt toàn bộ tuyến giáp và vết hạch cổ trung tâm. Rồi những trường hợp mà vi ung thư hai thùy tuyến giáp thì bọn em cũng hoàn toàn có thể cắt qua đường miệng được. Rồi những trường hợp ung thư tuyến giáp mà đã di căn hạch cổ trung tâm rồi thì bọn em cũng hoàn toàn có thể là cắt tuyến giáp và vết hạch được. Tiếp theo là đối với trường hợp ung thư tuyến giáp thể tủy và thể không biệt hóa thì hai thể này gần như là không có chỉ định bảo tồn tuyến giáp. Phần lớn là bệnh nhân sẽ được cắt tuyến giáp toàn bộ, sau đó vết hạch cổ, rồi là dựa vào cái kết quả là của bệnh sau mổ, dựa vào cái mức độ phẫu thuật để lại khối u như thế nào thì chúng ta sẽ có chỉ định điều trị xạ trị sau mổ, rồi là điều trị bằng điều trị đích thì tùy thuộc vào chỉ định. Phần tiếp theo thì em xin được trình bày với thầy cô và anh chị qua một chút về cái biến chứng của cái phẫu thuật tuyến giáp nói chung và phẫu thuật ung thư tuyến giáp nói riêng. Thì trong phẫu thuật tuyến giáp mình có hai cái tai biến rất hay gặp sau mổ. Thứ nhất là gây hại canxi. Thì đối với liệt dây thần kinh thanh quản thì như thầy cô và anh chị đã biết rồi, thì những trường hợp dây thần kinh thanh quản thì nó quặt ngược lại và nó đi sát vào cái dây chẳng Berry, nó sát vào tuyến giáp. Khi mà chúng ta cắt tuyến giáp chúng ta phải bộc lộ dây thần kinh thanh quản quặt ngược này và chúng ta bảo tồn. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng bảo tồn được, đặc biệt là những phẫu thuật viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì rất dễ nhầm dây thần kinh với lại những tổ chức xơ xung quanh, vì dây thần kinh này nó bé, rất là bé, đường kính nó chỉ khoảng 1 mm thôi. Cái thứ hai nữa là những trường hợp bất khả kháng, ví dụ như khối u hoặc là hạch vùng cổ trung tâm phá vỡ vỏ, xâm lấn vào dây thần kinh này, nó gây đứt luôn dây thần kinh này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải cắt dây thần kinh. Thì biểu hiện vì của cái liệt dây thần kinh thanh quản quặt ngược này trên lâm sàng bệnh nhân sẽ bị nói khàn, mất giọng, giọng đôi hoặc là không có thay đổi. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị xâm lấn từ từ thì bệnh nhân hoàn toàn thích nghi được với cái liệt dây này. Nếu mà trong trường hợp mà liệt dây thần kinh thanh quản quặt ngược hai bên thì nó sẽ gây ra dây thanh hai bên không vận động. Nếu mà trong trường hợp dây thanh hai bên không vận động ở tư thế khép thì bệnh nhân sẽ bị khó thở. Lúc đó thì chúng ta sẽ phải xử lý khai thông đường thở bằng cách là mở khí quản hoặc là cắt dây thanh. Đó là những cái tai biến mà rất là nặng nề, bệnh nhân sẽ phải trải qua những cái cuộc mổ rất là mệt mỏi và sau đó phải phục hồi được cái giọng nói rất là lâu. Cái tai biến thứ hai nó cũng rất hay gặp trong phẫu thuật tuyến giáp, đó là cái suy tuyến nhuận giáp. Thì trong phẫu thuật tuyến giáp thì bao giờ phẫu thuật viên cũng phải tìm được tối đa tất cả các tuyến thận giáp. Đấy, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được. Do đó trong trường hợp mà chúng ta tìm được tuyến rồi, tuyến nhuận giáp rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn phải tìm được cả mạch máu, động mạch và tĩnh mạch nuôi cái tuyến cận giáp đó. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chỉ được tìm thấy tuyến mà chúng làm đứt cái mạch máu nuôi tuyến cận giáp thì cái tuyến này nó cũng gần như là bỏ đi. Đấy thì biểu hiện của cái việc mà suy tuyến cận giáp là trên lâm sàng bệnh nhân sẽ bị hạ canxi tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhưng mà tạm thời thì sau một thời gian tuyến cận giáp sẽ hồi phục, thông thường là từ 1 đến 3 tháng sẽ hồi phục. Và nếu trong trường hợp mà sau 6 tháng mà nồng độ canxi vẫn hạ thì đó là suy tuyến cận giáp vĩnh viễn. Còn một vài cái tai biến khác trong phẫu thuật tuyến giáp liên quan đến vấn đề nạo vết hạch cổ. Ví dụ như nếu mà chúng ta nạo vết hạch cổ bên, đặc biệt là bên trái thì chúng ta rất có thể sẽ làm gây tổn thương ống ngực, gây ra rò bạch huyết sau mổ. Tiếp theo nữa, nếu chúng ta vết hạch cổ bên mà chúng ta đã gây làm tổn thương nam rối thần kinh cổ hoặc là dây thần kinh số 11 thì sau mổ bệnh nhân sẽ bị yếu cơ thang. Về cái phương pháp điều trị thứ hai ngoài phẫu thuật ra thì bệnh nhân còn được điều trị bằng iốt phóng xạ. Thì mục đích của điều trị iốt phóng xạ này là để tiêu hủy mô giáp còn lại sau phẫu thuật và tiêu diệt những tổn thương vi di căn hoặc là di căn xa. Thì chỉ định đối với điều trị iốt phóng xạ này có những nhóm chỉ định tuyệt đối và tương đối, thì dựa vào cái phân tầng nguy cơ của Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ. Ví dụ như là vào nguy cơ cao thì bệnh nhân sẽ phải có chỉ định tuyệt đối, ví dụ trường hợp bệnh nhân đã có di căn xa này, phá vỡ vỏ xâm lấn ngoài tuyến, rồi là u từ T3 trở lên. Cái thứ hai nữa là có thể cân nhắc những trường hợp u từ 1 đến 4 cm này có di căn hạch cổ trung tâm như là xâm nhiễm mạch bạch huyết đấy, TG cao sau cắt tuyến giáp toàn bộ. Còn những trường hợp mà không có chỉ định điều trị iốt phóng xạ, những trường hợp u nhỏ hơn 1 phân này,
chưa xâm lấn mạch máu, bạch huyết, chưa di căn hạch và TG thì thấp, tổn thương một thùy, thì những trường hợp này là không có chỉ định điều trị yếu phóng xạ. Đây các thầy cô và anh chị có thể thấy được cái bảng phân tầng yếu tố nguy cơ của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ. Những trường hợp mà high risk, những trường hợp nguy cơ cao thì bệnh nhân sẽ được điều trị yếu phóng xạ sau mổ. Những trường hợp mà yếu tố nguy cơ trung bình thì bệnh nhân sẽ cân nhắc, nếu mà có nhiều yếu tố nguy cơ thì sẽ điều trị yếu phóng xạ, nếu mà ít yếu tố nguy cơ thì bệnh nhân không cần điều trị yếu phóng xạ. Còn những trường hợp mà nguy cơ thấp và nguy cơ rất thấp thì không cần phải điều trị yếu phóng xạ sau phẫu thuật. Về điều trị ở nội tiết thì sao? Những trường hợp mà sau cắt tuyến giáp toàn bộ thì bệnh nhân sẽ phải bù nội tiết, uống nội tiết suốt đời. Còn những trường hợp mà chỉ cần cắt một thùy thôi thì có thể bệnh nhân sẽ được điều trị yếu phóng xạ, điều trị nội tiết, nhưng tuy nhiên chỉ điều trị nội tiết trong thời gian ngắn, khoảng một tháng sau phẫu thuật thôi. Sau đó thì cái thùy bên đối diện sẽ cung cấp nội tiết bù đủ để duy trì nội tiết trong cơ thể. Về mục tiêu để duy trì nội tiết, đặc biệt là trường hợp mà cắt tuyến giáp toàn bộ, nếu mà bệnh nhân là giai đoạn 1, giai đoạn 2 thôi thì cái mục tiêu của chúng ta là TSH ấy, nó chỉ cần đạt cái ngưỡng là bình thường thôi, 0,1 đến 2 là đủ. Tuy nhiên ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì mục tiêu của TSH là phải rất thấp, là nhỏ hơn 0,1 microchromol trên lít. Mục tiêu nó làm cho TSH rất thấp này để cho không có cái yếu tố để kích thích cái tế bào tuyến giáp bình thường và tế bào tuyến giáp ung thư còn sót lại trong trong phẫu thuật, nó có thể hình thành những khối u mới. Một cái phương pháp nữa hiện nay cũng đang rất là phát triển trong chuyên ngành ung thư nói chung và cả ung thư tuyến giáp nói riêng, đó là điều trị đích. Thì cơ chế của điều trị đích trong điều trị ung thư tuyến giáp, đó là nó ngăn cản những cái receptor làm tăng sinh mạch máu, rồi là tăng sinh tế bào trong ung thư tuyến giáp. Thì chỉ định của nó thì chủ yếu là ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn, không còn chỉ định phẫu thuật, không rồi là khá nhiều phóng xạ và tổn thương tiến triển nhanh, thì lúc đó vai trò của điều trị đích mới đặt ra. Thì trong điều trị đích trong ung thư tuyến giáp nó có hai thuốc mà các thầy cô và anh chị cũng là khá quen thuộc, đó là cái thuốc đích mà điều trị trong ung thư gan đấy, đó là cái sorafenib, thì cũng ứng dụng trong ung thư tuyến giáp. Cái thứ hai nữa là một cái thế hệ hai của sorafenib và lenvatinib, thì cũng là hai cái mà kháng và những yếu tố tăng sinh mạch. Về tiên lượng ung thư tuyến giáp thì đối với ung thư tuyến giáp thể biệt hóa cho nó thể nhú thể nang, tiên lượng rất là tốt, tỷ lệ sống 20 năm của những nhóm này lại có những nghiên cứu lên tới 90-95%. Còn ung thư thể tủy với ung thư thể kém biệt hóa thì rất là xấu, đặc biệt là ung thư thể không biệt hóa thì tiên lượng cực kỳ xấu. Đa số bệnh nhân ung thư thể không biệt hóa thì chết hết trong vòng 2 năm đầu. Để theo dõi sau điều trị thì như thế nào? Đối với trường hợp mà ung thư thể biệt hóa thì chúng ta sẽ theo dõi 3-6 năm đầu, sau đó thì 6 tháng một lần trong những năm tiếp theo. Khám lâm sàng dựa vào cái xét nghiệm máu chất chỉ định ung thư bao gồm TG và anti-TG, xương vùng cổ và xạ hình. Nói tóm lại thì ung thư tuyến giáp là một cái bệnh ung thư mà đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới và những nước châu Á như là Đông Á và Đông Nam Á. Chẩn đoán thì hiện nay thì vai trò của siêu âm và tế bào học là vai trò rất lớn, và có những nước phát triển thì vai trò của gen trong chẩn đoán những nhóm mà chọc tế bào là nhóm 3 và nhóm 4. Điều trị phẫu thuật vẫn là điều trị quan trọng nhất trong điều trị ung thư tuyến giáp, và vai trò phẫu thuật nội soi là có rất nhiều triển vọng. Tuy nhiên phải cần thêm nhiều thời gian để kiểm nghiệm được cái vai trò của về hiệu quả ung thư học của đối với phẫu thuật nội soi. Em xin giới thiệu với các thầy cô và anh chị thì trong nhóm nghiên cứu của chúng em dưới sự chủ trì của giáo sư Quả cũng đã mổ tuyến giáp rất là nhiều năm và cũng đã có rất nhiều bài báo về cái tuyến giáp này, thì thầy trò chúng em cũng đã viết được hai cuốn về ung thư tuyến giáp, một cuốn lý thuyết là về những tiến bộ trong điều trị và một cuốn thực hành đó là cái cuốn Atlas phẫu thuật tuyến giáp, thì cũng giúp ích cho rất nhiều những anh em phẫu thuật viên trong chuyên ngành phẫu thuật tuyến giáp. Bài trình bày của em đến đây là hết, em xin cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Hậu. Có bạn có câu hỏi gì không? Trong khi chờ các bạn có câu hỏi ha, thì đầu tiên là chị rất là cảm ơn Hậu đã có một cái bài giảng rất là hay. Bây giờ bên em rất là mạnh nhỉ, phát triển rất là nhiều những cái phương pháp mới. Chị hỏi câu đầu tiên cái là cái phương pháp mà phẫu thuật theo đường nách ở Việt Nam mình có áp dụng rộng rãi không nhỉ? Chứ chị cũng không nghe thấy đâu nhá. Ừ, nhiều chứ. Thưa chị, là cái phẫu thuật nội soi qua đường nách vú này thì ở
Việt Nam chúng ta triển khai từ năm 2000 cơ, năm 2002 À. là giáo sư Lương đã triển khai rất Ừ. là nhiều, và đến hiện nay thì cũng đã triển khai rất nhiều ở các cơ sở trong toàn quốc, chủ yếu là áp dụng trong trường hợp mà u lành tuyến giáp thôi. À, tại vì Vâng. chị là chị nhìn biết chị chỉ biết mấy cái phương pháp mà cái hồi chị bố chị mổ cái nang giáp thôi, thì là có cắt cái đường ngang ở cổ ấy, thì chị thấy cái sẹo À. nó rất là đẹp, mà đúng là sau 2 năm là cũng đã mờ hẳn đi rồi, cũng gần như cũng không nhìn thấy gì lắm. Thế nhưng mà mổ theo đường nách thì cái hồi đi học là cũng không có được nghe Vâng. ừ, không không Cái biết đấy. này là do chỉ không update thôi. Không, cái Còn đường thì nách là là nó từ năm sang Việt Nam để 2000 học kỹ thuật này mà. mà. Ừ, Không. đường nách, nhưng mà đấy là do chỉ không update, chứ còn thế giới họ sang tận nơi để học giáo sư Chưa Lương đi về cái học kỹ thuật này mà, anh Hồng em nhỉ? ơi, năm Dạ 2000 đúng cơ, rồi. năm 2000 có cái gì Không, mà sau update, này. ý Không, chị đến cái là năm năm 2000 2010 ấy, ý thế là những à, năm 2010, 2015 là thế giới họ sang đây họ học nhiều mà, chỉ tại chỉ không update à thôi. thế à, nhưng Dạ mà thậm chí vâng. là cũng không thấy, tức là tóm lại là cũng không thấy nghe thấy cái việc áp dụng Không, mổ theo có một đường cái nách vấn đề đâu. như thế này, ở chỗ của thầy Lương thì làm cái kỹ thuật này rất là nhiều, nhưng mà chỗ của thầy thì lại có một cái nhược điểm là các thầy làm nhiều, các thầy đưa cái kỹ thuật này về ra thế giới thì lại không có. Thế là cái kỹ thuật của thầy thì ai biết đến thì biết thôi, nhưng mà khi mà tìm những cái bài báo quốc tế về những cái kỹ thuật của thầy thì gần như không có. Và trong nhóm nghiên cứu của em thì sau khi mà em thực hiện học theo thầy đến năm 2013 và em viết một bài báo quốc tế, thì đấy mới là bài báo quốc tế đầu tiên của kỹ thuật này tại Việt Nam mình đưa ra quốc tế. Như chị Hạnh nói rất là chính xác, nhưng mà để mọi người biết nhiều đến thì ngoài cái việc chúng ta mổ tốt thì chúng ta phải viết được những cái công trình nghiên cứu để trên thế giới thì người ta mới biết được đến mình. Đúng rồi. Vâng. À, còn nữa là chị muốn hỏi là thế còn cái phương pháp phẫu thuật theo đường miệng, em nói là đặt một cái troca ở tiền đỉnh môi dưới, thì tức là nó có xuyên qua cái nền miệng của mình không, hay là chỉ đi qua cái phần dưới da thôi? À, nó ở tiền đình, nó sẽ nó nằm ngay phía ngoài của tiền Ok. đình, không phải là trong khoa miệng chính thức đâu ạ. Đấy, ok, sáng tạo thế, cái này cũng là của người Việt Nam mình nghĩ ra hay như thế Không nào? ạ, không không ạ, cái kỹ thuật này là của một tác giả người Thái Lan năm 2016, ông ấy làm ra, và bây giờ kỹ thuật này gần dần dần sẽ thay thế cho cái đường đường nách vú. Và đến bây giờ thì ông đã triển khai trên 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta thì triển khai từ năm 2018. Ok. À, chị muốn hỏi thêm một câu nữa là khi mà giả sử như bệnh nhân đã được phẫu thuật tuyến giáp rồi này, cứ là ung thư, thầy chẩn đoán là ung thư thể nhú của tuyến giáp này, phẫu thuật xong rồi này, có nạo vét hạch, nhưng mà nói chung chị cũng không không được đọc cái phiếu phẫu thuật nên chị cũng không biết là vét có triệt để toàn bộ những cái tất cả không, mấy cái nhóm hạch đấy không. Nhưng mà tóm lại là đã mổ cắt này và đang trong giai đoạn điều trị iốt phóng xạ. Thế thì trong giai đoạn điều trị iốt phóng xạ thì ba khám lại sau 3 tháng thì phát hiện ra có hạch nhóm 6, kích thước là chỉ có 5 mm thôi, tức là 0,5 cm ấy. Thế thì tại thời điểm đấy thì kết quả siêu âm thì họ chỉ ghi là không rõ cấu trúc xoang hạch. Thế sau đó thì 1 tháng sau quay lại siêu âm tiếp thì nó kết quả nó vẫn như vậy. Thì bây giờ cái trường hợp như này thì có chỉ định mổ lại không? Còn vét nốt cái hạch hay không? Bởi vì vẫn đang trong liệu trình điều trị iốt phóng xạ thì phải. Vâng, đây là câu hỏi mà cái chuyên ngành ung thư của em cũng thảo luận rất là nhiều, cả có những hội nghị mà có cả thầy Hà bên chuyên gia về y học hạt nhân bên 108 và các thầy bên ung thư bọn em, thì bọn em cuối cùng cùng với lại thầy Hà cũng đưa ra một cái hướng dẫn, gọi là hướng dẫn mồm thôi, cũng chưa có một Chị văn bản chính thức. đồng thuận, vì là bọn em cũng mục tiêu của bọn em là sau này thành lập một cái hội ung thư mà do thầy Quảng và thầy Lương sẽ đứng đưa ra tổ chức, thì những cái này sau này nó đưa vào những cái hướng dẫn thì nó sẽ cụ thể hơn. Còn hiện tại bọn em bên bên 108 các thầy sẽ thống nhất là nếu mà trường hợp mà chỉ có một hạch sau mổ mà chỉ có một hạch mà hạch đó dưới 8 mm thì Ok. chúng ta sẽ tiếp tục điều trị bằng iốt phóng xạ Ừ. và theo dõi. Còn nếu trường hợp mà thấy nhiều hạch nghi ngờ hoặc là có hạch lớn hơn 8 mm thì lúc đấy chúng ta sẽ cho bệnh nhân mổ lại và vét hạch trước khi mà điều trị iốt phóng xạ lần tiếp theo. Tại sao lại chọn cắt ọp là 8 mm mà không phải là 1 Thì hay các là thầy 5? 108 các thầy đưa ra cái hướng dẫn là nếu trong trường hợp mà hạch 8 mm đổ lại thì khả năng là iốt phóng xạ vẫn còn đánh được, và Ok. các thầy nghiên cứu là thấy có thể vẫn dựa vào kinh nghiệm của các thầy thôi là vẫn còn có thể tan được. Còn những cái hạch mà trên 8 mm thì gần như là iốt phóng xạ nó gây, cái hạch nó gây trơ với iốt phóng xạ. Ok. Thầy Lương là thầy Lương bên tai mũi họng đúng không em? Thầy Lương bên nội tiết chị ạ, Nội thầy tiết trung ương chị, nội đây tiết là bên trung nội tiết ương trung á? À, ương, thế chị không bệnh biết, viện nội tiết trung tại ương vì thì nội mổ tiết mổ tuyến giáp mà ngày xưa mà chị cái thời của chị biết là chỉ có thầy học ở bên Bạch Mai với cả thầy Lương ở bên 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 tai mũi họng, dạy. hay là thầy Lương chuyển sang Lương đấy rồi thì chị không biết. không không không, anh Anh Lương bên Lương, anh tai ở họng tai mũi là họng không có đấy Bạch ạ. Mai chứ?
Hả? Thầy học là ngoại Bạch Mai mà. Cái thời của chị còn không biết bây giờ thầy có chuyển hay không thì không biết. Cái thời chị là sinh viên năm đấy là năm